bạn, chúng ta đang đứng ở nhà mẫu căn hộ của dự án Theresty. Đây là căn 3 phòng 107 m². Cái điều đặc biệt khi mà bước vào tiên có cái điều khác biệt đó là cái khoảng lùi của cửa, tức là cái khoảng cửa đã được lùi vào 60 cm. Và cái chỗ này là cái chỗ mà không gian chúng ta có thể để giày dép khách, nó không ảnh hưởng đến cái hành lang chung. Xin mời các bạn. Đây là không gian phòng khách, đây là không gian phòng khách, và phòng khách thì có các cái ô cửa tổng kính lớn, và view có thể nhìn ra bên ngoài rất là đẹp. Đây là phòng ăn, quý vị và gia đình có thể ngồi ăn cùng trong một không gian như thế này. Đây tôi sẽ giới thiệu về phòng bếp. Phòng bếp thì tất cả các thiết bị vệ sinh, đều được là nhập khẩu, thiết bị vệ sinh Maluka, có cái tay nắm cửa Hatler, đã trang bị bếp từ máy hút mùi Maluka, các cái ngăn kéo mình làm rất là chắc chắn và tinh tế. Đây là cái không gian ra bên ngoài, dập và phơi, có một điều đặc biệt ở căn hộ này là các cục nóng của điều hòa đã được treo ra bên ngoài, của không gian ban công, nên quý vị khách hàng có thể hoàn toàn sử dụng ban công này. Chúng ta bước vào phòng. Đây là phòng ngủ thứ nhất, cũng có thể là vừa vàng, và chúng ta có thể làm phòng đọc sách hoặc là phòng thờ. Phòng ngủ thứ nhất, phòng này rất là các phòng đều có cái cửa ô tâm, cửa kính lấy sáng lớn ra bên ngoài. Đây là phòng ngủ, đây là phòng ngủ thứ hai. Thì và em quay vào trong và khách hàng cảm nhận. Và đây là phòng ngủ master. Phòng ngủ master có đã trang bị, có bồn tắm, có thiết bị vệ sinh Toto nhập khẩu. Một điều đặc biệt ở dự án này là tất cả các cái nhà vệ sinh đều có cái ô cửa kính, đều có cái ô cửa mình có thể đẩy ra ngoài để lấy sáng và lấy cái gió tự nhiên. Cái việc này trong quá trình sử dụng nó sẽ tiết kiệm rất nhiều điện cho chủ nhà, và cũng như là đảm bảo cái phần mà vệ sinh không có cái vi khuẩn vì nó lấy ánh sáng tự nhiên và thông gió tự nhiên. Đây là phòng ngủ master. Đó. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu xong về cái căn hộ 3 phòng ngủ. Hẹn gặp lại quý vị khách hàng cũng như các bạn tại nhà mẫu dự án Hyundai City. Xin chân trọng cảm ơn các bạn.